shopnhao.vn, ác lực quân giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại shopnhao.vn. shopnhao.vn. Ok, xin chào mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Elsu. Rất là lâu rồi các anh em chưa thấy một cái clip trên kênh YouTube nào của mình về vị tướng Elsu cả. Tại vì sao? Nó cấm suốt thôi các bạn ạ. Nó cấm mà không ngóc đầu lên được luôn. Nếu mà chẳng may mà không bị cấm một cái thì người ta nó cũng giành mất. Ây sợi ơi anh ơi, em tính qua em cướp con bùa cái mà anh làm gì anh hút em đau dữ vậy. Thôi em hồi máu cho nó chắc ăn, không mất công anh lại bắn cho ai ạ. Trời, một thằng hỗn nạn này, tao bắn mày lòi phèo. Ôi trời ơi, em bắn người chứ em có bắn chim đâu. Tại sao lại có con chim nó lại cứ dí đạn vào đầu con chim. Thế là thế nào nhở? Rồi xong luôn, mới vào thôi, còn một xíu máu thôi. Và rất là xui cho mình trận này các bạn ạ, không có support. Đấy các bạn thể thấy rằng thì hiện tại team mình có Van Heo. Đã bị kêu su rồi, ông biết tiêm Van Heo làm cái gì cũng biết nữa chứ. Bảo kê tôi đúng không? Đúng, chắc là vậy đấy. Mình rất là gọi là cảm ơn bạn khi mà bạn đã có ý định cầm Van Heo ra. Xong rồi, chết à? Ơ, sao lại chết thế nhở? Ơ, buồn nhuồn. Chà, bắn đẹp thế. Các bạn thấy mình ngắm cái chiêu 2 đẳng cấp không? Trời ơi, bắn một cái là con quái chết luôn. Bắn một cái thứ hai này, đó, chết quái luôn thấy không? Nó bắn thường thôi. Elsu bị giảm sức mạnh các bạn ạ. Giảm sức mạnh ở cái chiêu 2. Nhưng mà mình thấy rằng thì nó vẫn rất là khó chịu luôn. Nhiều bạn cứ kỳ thị cái con Elsu này. Trời ơi, mình bắn thì đảm bảo các bạn không mê không tính tiền. Đây, để mình thể hiện cho anh em xem. Không phải vì cái lý do mà ai ạ. Trời ơi. Rồi xong luôn. Em đang tính thể hiện mà 36 đường quyền cơ bản. Thế mà cuối cùng nó bắn cho 4 cái thì em lên bảng luôn. Trời đất, chúng ta không thuộc về nhau rồi Teo Anat ạ. Bạn nhớ mặt tớ đấy. Tí nữa tớ bắn cho bạn không còn răng mà ăn cháo. Lúc đấy á thì đừng có trách tại sao lại bảo cái thằng Elsu nó ác nha. Bạn nhớ mặt nhau đấy. Mới vào thôi bạn đã hành tớ rồi đúng không? Ừ, bạn hay lắm, khá lắm. Bạn lợi nhất, bạn thật là tuyệt vời. Ui trời, đông thế này cơ mà. Cái thằng Zina này, sao nó cứ luôn leo xuống đây làm cái gì vậy? Trời đất ơi, hãy để cho biển bên dưới chúng tôi được bình yên đi bạn. Thân ai người ấy lo việc ai người ấy làm đi. Không lo à? Không lo này Teo Anat à? Ra đây. Ủa tàng hình đi chứ. Ủa, ôi bạn ơi, sao bạn không tàng hình? Ui con Teo Anat đâu, nó chạy ra đây nhanh thế. What the hell. Đầu trận thì có lẽ mình chưa solo lại với cả mấy cái thanh niên team mình kia đâu. Tại vì team nó có support, có đỡ đoàn. Chết nè, đó, cứ đè Teo Anat và bắn thôi các bạn. Này thì Teo Anat này, đó, ghê chưa. Ui sổ đông đến đây á. Ôi rồi ôi, bớ người ta. Ra mà xem tụi nó hành hung team tôi nè. Mày láo nháo, một em rồi. Ami, diêu. Đúng rồi, lao vào. Hãy trao cho Hảo một mạng nữa đi. Cho Hảo ăn được hai mạng coi. Nhưng mà không cho đúng không? Ok, không cho thì thôi. Trời ơi, chuyện đâu còn cô đó mà. Tí nữa thì chúng ta sẽ tự làm và tự ăn thôi các bạn. Chứ đừng có chờ người khác dâng đến mồm cho mình chơi đâu. Không có đâu. Cái đó chỉ có là dâng cái khác thôi chứ không có mạng đâu các bạn ạ. Teo Anat đầy cái máu quá. Dạ hả các bạn. Yeah. Chơi nè. Wow, ôi trời ơi. Ôi trời ơi. 1, 2, 3, hư nè. Trời ơi, núp lấy ghê chứ. Hơi lớn ở trên núp. Gì đây? Rồi đừng tưởng tôi không thấy nha. Núp trong bụi đúng không? Ây trời ơi, sợ biết liền. Chạy liền. Dài mình chạy khoe cái gọi là like một cái thôi là thanh niên sợ quá. Chạy ra khỏi cái bụi liền. Này thì láo nháo này. Ui một phát nữa. một phát nữa bạn ơi. Bạn ơi ra đây cho Hảo bắn chơi bạn ơi. Hello. Phải đó xui quá. Chưa hồi chiêu 2 các bạn. Mình sợ trong bụi này có người lắm. Vì thế mình phải check map cái đã xong rồi mình mới dám lao đầu lên các bạn ạ. Đó đông. Thôi phát đó mà không vào cắm mắt một cái thôi. Tại mình kêu lao vào nó xào mình. Nó bào mình thì nó húp mình luôn ấy.
trông cái mặt em bạn vậy thôi, nhưng cái thằng Zina này nó rất là điếm thúi. Trời, nó chơi nó toàn đi, nó rình nó bay vào, nó ao bậc chiêu, nó đòi sơi mình không à, gớm mặt lắm. Ê ô kìa, lúm búm a lúm búm búm a lúm búm 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 chị búm búm chị búm búm chị búm cứ lúm búm 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 búm, nó núp trong này đây mày hả bưởi, láo nháo hả bưởi, rồi đánh nhau ở bên trên, rồi nó ở bên trụ bên, nó trong bụi dưới này này, đây nó này ô sao lại thò đầu ra thế này, em núp mà còn thò đầu ra thế này à, ôi trời ơi, trời ơi, ba thằng các bạn ạ, ui bốn người luôn, Zina tới, ôi ôi quá là đông mọi người hiếm từ tên bảng rồi, rất là nguy hiểm luôn. Sao sao trời ơi, có cái con tướng này láo nháo này, ôi này hư này, chết chưa, chết cổ còn đau, búi xanh búi đỏ luôn các bạn, về quá về quá, thật là sảng khoái. Bum. Trời ơi, phê, lâu rồi không được chơi Elsu ấy, thật sự lâu lắm rồi, nó phải tầm cả tháng nay luôn rồi. Quá trời anh em bình luận kêu là mình làm clip về vị tướng Elsu đi, nhưng mà con này nó bị cấm, trời ơi có được chơi đâu. Đánh thường thì đối với mình nó thật sự là không có cảm xúc rồi. Đói, đánh hạng nó mới gọi là khiến cho mình cảm giác gọi là phê pha được, chứ đánh thường thì chán lắm. Mình chả bao giờ mình đánh thường đâu các bạn, thật sự luôn, kể cả mình đi test tướng thì mình cũng vào hạng mình test, thế là mới đá được. Úi ôi, ôi sợ ôi, em xin lỗi, trời ơi em đứng em gồng gồng mấy cái thôi, lao vào bắn quá bắn rồi, này thì bắn né luôn ghê. Ôi bật chiêu cuối đến từ vị tướng Zina lên kìa, gì đây, cái gì đây, ô kìa ô kìa, làm sao anh muốn như nào, ẻ hư nè, vãi cả lồi các bạn ạ, nồi cơm đấy, vãi cả nồi cơm luôn. Đây có bùi xanh bùi đỏ ở đây nha các bạn, nó sẽ giảm thời gian hồi chiêu cho mình. Ôi hết rồi, vừa mới nói xong nó mất tiêu luôn, thôi đi về ăn chắc mặc bền. Trang bị thì mình sẽ lên cho vị tướng Elsu, đó chính là đầu tiên là cái giày du mục nha các bạn, lấy tốc độ đánh này. Cái thứ hai thì mình sẽ lên cho nó cái kiếm Muramasa này. Cái thứ ba thì mình sẽ lên cho nó cái kiếm Phunnier này các bạn. Đó, kiếm Phunnier xong rồi các bạn biết đến gì không, đến nhanh Fenrir luôn. Trời ơi, bắn một cái một thôi, không sướng không tính tiền, mà sướng một cái tính tiền gấp đôi. Ơi giời, này ngam tiêu, trời ơi xa quá, xa tầm với quá, mình tưởng bạn ấy thế nào chứ. Ô này, con nàng này, 1, 2, 3, ồ không chết à, không sao, không chết thì cũng hết hơi, hư nè, lấm tiền các bạn ơi, ngắm, chùi ui, bắn kìa, các bạn thấy mình bắn ghê gớm không, đáng sợ không, trời ơi, Z-Way vào làm láng luôn hả, ghê, chơi nó, úi ôi, anh ơi, rồi xong giết Z-Way rồi. Bạn Diu bạn quyết định ở lại để mà chết thay cho mình. Trời ơi, ôi, bắn bụp một cái thôi. Thôi, thế là em đi về luôn cho nó lành đúng không? Chứ ở lại thêm cái nữa thôi em bắn thường là tạch luôn đấy. Bắn này có khi nào thêm bạn này bảo mình hack không ta? Trời ơi, bắn hơn cả hack thế này. Này, chết này. Trời ơi, chết sớm quá. Bạn phải cố gắng chạy thêm một tí nữa, thoát khỏi tầm tay của đồng đội cho mình. Đó, vấn đề còn lại cứ để cho mình lo. Rồi bật chiêu cuối rồi, Zina rất mau chiến mà đã bật chiêu cuối rồi các bạn ạ. Ngắm một cú ngắm, búp, trời ơi bắn một cái búp một cái rồi nó kêu cái bịch luôn, ghê thì cứ chưa. Ngắm, búp, trời ơi đau mà lòng đau. Ngắm, búp, trời ơi không sợ đã qua hảo ở đây rồi, búp. Trời ơi nó đã phê, trời phê quá trời luôn. Ây da, ôi cha, ôi trời ơi, bạn teo nát hồi nãy bạn bắn từ đúng không, bây giờ bạn làm gì còn bắn được nữa. Hảo bây giờ không phải là hảo hồi nãy đâu, hảo bây giờ là gọi là ông chùm rồi, VIP rồi, tiền nhiều rồi, trang bị xịn rồi. Nhờn với chúng tôi hả, bạn nhờn với chúng tôi đúng không. Anh em đang xem clip của mình cho mình xin một like, một đăng ký kênh cùng lượt chia sẻ với nha. Bấm đúng theo yêu cầu của anh em Elsu có nè. Rồi hôm nữa bạn nào yêu cầu comment đấy, comment Elsu quá trời quá đất vậy. Đâu phải một hai bạn đâu, mình thấy quá trời luôn đấy các bạn. Đây, hàng về đấy anh em phải like liền cho mình đi nha.
Úi dồi ôi. Đến khi bạn ấy bình luận, mình còn phải trả lời bình luận. Bạn ấy bảo rằng là Elsu bị cấm suốt, dạo này bị cấm suốt luôn. Đấy, chứ có phải là mình im lặng đâu. Đây, ôi ôi, bóng qua đây mà hụt luôn. Quá dữ, này hụt hộ cái nè. Hụt này. Để một phát nữa là có tiền. Một phát nữa là có tiền. Đâu rồi, tiền đâu rồi. Rồi bán tạm bé. Bé lùm bùm này đi. Cấu rỉa. Các bạn nhớ đặt mắt chỗ này này các bạn. Đó, đặt con mắt đây này. Bao VIP luôn. Rồi, xong bé ơi. Headshot. Ủa? Chúng rồi đó. Và đó mình kêu cái, nó kêu cái bụp một cái. Nó kêu he đó. Nhưng mà nó không sọt thôi. Trời ơi, tiếc quá. Em Su nó nhiều máu. À đâu, cái thằng lùm bùm nó nhiều máu quá các bạn. Nó mà ớt máu hơn một xíu nữa là khả năng là tèo. Xin vĩnh biệt. Phải nên làm gì có cửa âm solo. Ôi trời ơi, em bắn thế hụt kìa. Hụt lại phát à. Này thì hụt này. Đôi lúc mình cũng phải giả bộ bắn hụt thế đấy các bạn. Nếu không ấy, người ta lại bảo mình hack sao. Ô, Iron Man à. Oh yeah, come on. Đuổi theo luôn đi ghê chứ. Trời ơi, thật là thú vị. Đuổi theo à. Này thì đuổi theo này. Ngắm. Này thì đuổi theo này. Này đi đâu một em. Ây da. Bùm. Ui sổ hai em. Chắp hò kèo. Đâu rồi, còn em thứ ba đâu rồi, ra đây nào. Trời, chúng ta bật co với nhau tay đôi đi. Được ăn cả ngã về không. Chơi luôn. Không đừng có chạy. Chạy làm cái gì. Sao mà toát được. Tớ còn chiêu cuối, còn tốc biến ở đây. Ẻn. Bùm. Trời ơi, nói rồi đâu có sai. Sao mà chạy được bây giờ. Tầm này là chạy đến nào. Sau khi mà mình lên lên anh Phen đi xong thì mình sẽ lên cho nó cái phước hợp kiếm nha các bạn. Rồi, bật chiêu cuối rồi. Vâng, anh thanh niên này rất đang máu chiến các bạn ạ. Bạn ấy quyết định bật chiêu cuối để mà tấn công mình. Nhưng mà bạn không ám sát được mình đâu. Tại vì mình có cái chiêu chạy mà. Ôi giời ơi, đi đâu mà vội mà vàng. Đừng lại cho mình bắn một xíu vào hàng cái coi. Vô. Trong cái trường hợp như này á, các bạn có thể thấy map bên bạn nó đen không? Đó, muốn map nó trắng á, mình chỉ cần đặt một cái mắt đây cái là đó, đâu, thấy map sáng liền, VIP clip ngay. Anh comment, ê. Đồ anh bắt được em, nó núp trong cái bụi các bạn ạ. Nó đang núp vào bóng mình, nó chờ mình đi vào, nó cho bạn này, này. Núm trong bụi mình ra chứ. Ôi trời ơi. Cái gì vậy. Trời ơi anh ơi. Anh làm em cười quá đi mất thôi anh ạ. Cười sao mà chịu nổi chứ. Nó thấy mình chạy. Nó tưởng mình sẽ chạy vào trong cái đấy. Nó chờ mình trong cái bụi mình kinh chứ. Ôi anh ơi. Anh ơi. Anh làm vậy chết em. Em cười em đau bụng chết em luôn đấy anh ạ. Vãi cả nồi. Sao mà có cái trường hợp nào tôi chưa từng gặp trường hợp nào như thế này các bạn ạ. Nó không đuổi theo mình nữa mà nó quyết định đứng trong nó chờ mình. Nhưng mà chờ ai chờ. Chờ ngay Hảo. Hảo đâu phải là một cái người mà dễ dàng bị bắt bài đâu bạn. Buồn cười thế cơ chứ. Chán đời anh Omen. Mới vào đã làm mình buồn cười rồi. Thật là tấu hài quá đi các bạn ơi. Ôi, thường với những người khác ấy, họ sẽ dí theo mình. Họ sẽ chạy ngược lên ngược xuống. Nhưng mà không, anh này rất thông minh. Anh ta đứng lại một chỗ, chờ mình chạy vào bụi cơ. Ôi, cày thế nhờ. Tem bạn lại cay cú quá cơ. Rồi, ngắm. Ôi sổ ôi, treo nát lại ngòm của tỏi à. Anh lu bu làm gì? Trời ơi là trời. Anh ấy máu quá trời máu luôn rồi. Ra đây, ra hết đây. Đem bạn ra đây làm một phát quada luôn này. Còn hai người vào đây làm quada luôn này. Lao thẳng mặt vào mình làm quada luôn. Chơi này bạn ơi. Không à. Thế là lại không á. Vậy không thì thôi. Bầm. Thân em bây giờ gửi phận cho ai. Ô này. Một nhát nửa cây máu các bạn. Trời ơi, bị giảm sức mạnh chiêu 2 mà bắn đau thế này. Hai nhát. Ôi dồi ôi. Chắc cái này bắn tầm 3 phát chiêu 2 là thôi là đi luôn một mạng ấy các bạn ạ. Quá đẳng cấp luôn rồi. Các bạn nhớ đặt mắt ở chỗ này nha.
Đặt mắt làm sao mà tem mạng nó đi ra khỏi nhà một cái là nó có tầm nhìn cơ. Nó cải thiện mình các bạn. Nó đang dụ mình đấy, mấy cái thằng khốn nạn này. Khôn thế nhở. Nó giả bộ nó đứng máy đấy các bạn. Nó giả bộ đứng im, nó cho mình áp sát mà phát nó bay vào, nó tốc biến, nó chói mình ngay. Ôi ơi là trời, 13 kill rồi. Đó, nhìn cái mặt là mình biết mà. Trời ơi, trứng mà đòi khôn hơn vịt á. Trời, mang cái trò đơn giản như vậy mà bạn đòi lừa được tớ á. Không có đâu. Anh Omen đúng tấu hài luôn các bạn. Nào. Ôi, một phát bắn thường, một phát chiêu 2. Quay lại bắn thường phát chết, có mạng. Xanh quá xanh rồi, hiện tại bây giờ mình đang có giáp hộ mệnh này. Đang có chiêu cuối này. Có luôn cái tốc biến này. Thế này thì các bạn làm gì còn cửa nào mà đấu với mình nữa các bạn. Làm gì còn cửa nào nữa. Các bạn thấy Elsu lợi hại không? Lợi hại đối với những cái người bắn hay như mình á. Còn nhiều bạn thì hơi bị phế luôn. Con này khó chơi lắm các bạn. Ui dồi ôi, thôi em xin luôn. Rồi ok, một trận đấu rất là hay và thú vị đến từ vị tướng Elsu. Đặc biệt là một cái pha tấu hài đến từ thanh niên Omen. Cười ế các bạn ạ. Rồi, mình nghỉ nha các bạn. Bye bye. Nhớ like cho mình nhá.